Tuy nhiên đến nay sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là sao nuôi mình nuôi rất là nhiều lần mà nó không được, nó không lên bo bo, không thôi là lên bo bo rất là ít. Thật ra mình nghĩ do cách các bạn tiếp cận, tại vì nuôi bo bo thì nó có tỷ lệ thành công hoặc là thất bại. Bạn phải thử rất là nhiều cách, chẳng hạn như nguồn nước như thế nào, thức ăn làm sao, rồi bổ sung những chất dinh dưỡng gì. Trước khi mình thành công được cái hồ này thì các bạn đoán thử xem là mình thất bại bao nhiêu lần, là bao nhiêu hũ, bao nhiêu keo, bao nhiêu xô, bao nhiêu chậu. Thì mình nói thẳng cho các bạn biết luôn là trong một tháng nay mình thử nuôi cá lia thia beta, là ngay từ lúc đầu mình đã qua thử nghiệm nuôi bo bo rồi, và mình thất bại đâu khoảng 40-50 lần gì đó. Tức là mình đổ khoảng 40-50 cái xô, cái thùng, cái ca để thử nghiệm nuôi đó, thì tỷ lệ của mình thành công nó cũng thấp thôi, nó chỉ được khoảng đâu đó 2-3%. Nó nói ra là gì để cho các bạn biết mình phải thử nhiều cách, rất là nhiều lên, không có gì phải ngại hết trơn á. Thì làm thì nó sẽ có thắng có thua đó, làm tới nào được thì thôi đó. Vậy đó, rồi xin chào các bạn.